chú cảm thấy rất hài lòng với vấn đề nghĩa là kỹ sư giám sát công trình thường xuyên theo dõi. Thế còn đội thợ xây thi công là của Mark Home thì cũng đều thoải mái với gia đình, và chú có những ý kiến gì anh em đều chấp nhận mà vui vẻ hòa thuận cho đến khi hoàn thành công trình này. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Ở nơi đây thì tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ là showroom trưng bày tất cả các vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và nếu như mà quý vị nào ở gần khu vực này ạ, có thể qua đây này trực tiếp trải nghiệm sản phẩm cũng như là mang về cho mình những phần quà giá trị nhất. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm với lại vùng đất Bắc Giang xinh đẹp, và chúng ta sẽ cùng đến ghé thăm các công trình cho chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau xuất phát nhé. Xin mời ạ. Chiều nay chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm công trình của gia đình nhà anh Lực có địa chỉ tại Yên Dũng, Bắc Giang ạ. Và hiện tại thì tôi đang đi trên một con đường, và con đường này thì sẽ đi dẫn vào cái khuôn viên công trình chính của nhà anh Lực. Và đây ạ, chính là cái hệ thống cổng tường bao. Thì quý vị có thể thấy là riêng cái phần cổng và tường bao này thôi thì cũng được gia chủ chúng tôi chăm chút rất là kỹ lưỡng. Có thuê này họa sĩ về đây này vẽ những cái bức tranh đấy về phong cảnh làng quê, đồng lúa rồi sân thủy vô cùng đẹp và tuyệt vời đúng không ạ? Và cái phần cổng này và cái tường bao này đã được chăm chút thế này rồi thì không biết là ngôi nhà chính bên trong thì sẽ còn đẹp đến mức như thế nào nữa. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng vào phía bên trong để khám phá. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng đây thì chính là cái khu vực cổng chính của công trình này. Ở phần cổng thì quý vị có thể thấy ở bên trên này cũng có thêm một cái phần mái sẽ được thiết kế đồng nhất với lại phần mái của ngôi nhà chính của chúng ta. Hai hệ thống cột trụ cổng của hai bên thì rất là lớn và vuông vức. Đây quý vị thấy không? Nó rất là to đấy ạ. Ở giữa thì sẽ có những đường kẻ chỉ âm tường màu xanh như thế này, trở nên căn nhà của chúng ta rất là hài hòa và đẹp mắt. Toàn bộ hệ thống cánh cổng của chúng ta được sử dụng bằng chất liệu đó chính là sắt hộp sơn tĩnh điện. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ạ. Đó, rất là chắc chắn và đảm bảo ạ. Và có thể thấy nhá, cái phần cổng của chúng ta nó rất là rộng. Đấy. Có thể là xe ô tô này ra vào một cách rất là thoải mái. Còn từ phần cổng bước vào thì đây chính là khuôn viên chính của công trình chúng ta trong ngày hôm nay. Theo chủ của chúng tôi có tiết lộ thì tổng diện tích đất ở công trình này là hơn 500m2 ạ. Như thế thì chúng ta sẽ có này một cái khoảng sân vô cùng rộng này, được lát hoàn toàn bằng chất liệu là gạch chống trơn. Gia đình của chúng ta có thể là thoải mái vui chơi sinh hoạt ở đây. Đó. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đang đi trên khoảng sân rất là rộng, và khoảng sân này thì sẽ kết nối với khu vực ở phía bên trong của ngôi nhà. Đây thì chính là cái khu vực sảnh phụ của công trình. Đấy. Căn nhà của chúng ta sẽ có hai sảnh, sảnh chính phía bên kia và sảnh phụ phía bên này. Khu vực sảnh phụ này được thiết kế này hai hệ thống cột trụ sảnh rất là vuông vức này và bề thế. Và phía bên trên thì sẽ có thêm những hệ thống đèn để chiếu sáng nữa cho nhà chúng ta thêm nổi bật và lung linh hơn. Đây, còn toàn bộ cái khu vực mà bước về cái khu vực phần sảnh này thì gia chủ cũng có để rất là nhiều những cái chậu cây bonsai này, chậu cây cảnh này để cho ngôi nhà chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Còn từ đây thì chúng ta sẽ bước vào cái khuôn viên, đó chính là cái khu vực sân ướt này, cũng như ở phía bên này. Đấy, đằng sau ngôi nhà nhá thì gia chủ có bắn thêm một cái hệ thống mái tôn nữa để dưới này chúng ta có thể là để xe này. Đó. Còn đó, xung quanh kia phòng ngoài kia thì sẽ là một cái khoảng vườn nho nhỏ này để gia đình có thể thoải mái này trồng cây cũng trồng rau ăn quả. Và trước khi mà chúng ta khám phá khu vực sảnh chính thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu này và khám phá cái quang cảnh ở phía trước của ngôi nhà này. Ở phía trước ngôi nhà này chúng tôi luôn luôn thiết kế làm sao để gia chủ có thể là hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn. Chính vì thế mà ở trước căn nhà này là cái khu vực bồn cây này rất là lớn này, gia đình có thể là trồng cây này, trồng hoa này. Ở đây có rất là nhiều những cây, ví dụ là cây hoa trà này. Ở phía bên này đấy, là một cái cây rất lớn. Theo chủ chúng tôi tiết lộ thì đây chính là cái cây rẻ mai vàng ấy.
Đây là một cái cây mà sau khi mà nở hoa, hoa trở nên vô cùng đẹp. Và nó sẽ tạo bóng mát cho toàn bộ khu vực phần trước công trình. Còn tiến gần hơn một chút ở phía bên này thì ta thấy rằng là ở cái khu vực mảng tường ấy, mảng tường bao ở phía bên này thôi nhá, cũng là vẽ này, những cái họa tiết này, hình làng quê này, rồi là hình chớp tranh sơn thủy này, vô cùng đẹp. Và có thể thấy là căn nhà của chúng ta, gia chủ là một người rất là yêu thích và những cái gì thuộc về tự nhiên này, thuộc về làng quê Việt Nam. Chính vì thế mà gia chủ cũng luôn luôn làm sao để mang những yếu tố đó vào trong chính căn nhà của mình. Từ đây thì sẽ là một cái cây rất là lớn. Cây này theo tôi được biết thì đây chính là một cây vú sữa đấy ạ. Gia chủ vẫn giữ cây này về đây để có thể trồng. Và sau này khi mà cái phần tán lá ấy, nó mở rộng ra hết thì nó sẽ mang toàn bộ cái khuôn viên bóng mát cho khu vực phần phía trước công trình. Phía trước công trình này thì chúng tôi cũng có thiết kế này một cái hệ thống bồn hoa này, để có thể là trồng cây. Và có thể thấy không ạ, phía trước cũng có cây này, phía bên cạnh cũng có cây này, ở phía đằng sau cũng có cây nữa. Và có thể thấy là ngôi nhà của chúng ta xung quanh ạ, tất cả này đều tràn ngập cây cối, trở nên vô cùng mát mẻ, hòa nhập với thiên nhiên. Còn đây chính là cái công trình chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Đây là một công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái Nhật 2 tầng. Ở công trình này được pha trộn với một màu sắc vô cùng hài hòa và với hai màu chủ đạo đó chính là màu trắng và màu xanh. Màu trắng ở trên các mảng tường này, màu xanh thì nó sẽ nằm ở phần khu vực là phần dưới mái này, cũng như là một số những đường kẻ chỉ âm tường. Và ngoài ra để cho ngôi nhà của chúng ta nó thêm phần khỏe khoắn hơn thì ở cái khu vực này phía bên mặt trước công trình này trên hệ thống cửa sổ đấy ạ. Và ở dưới phần khu vực là chân cột thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cái đá trẻ màu xám ghi. Ngôi nhà của chúng ta thì sẽ có cái chiều ngang mặt trước là 10m, còn chiều sâu thì sẽ là 14,9m. Như thế chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai sàn là gần 300m² ạ, vô cùng rộng rãi. Và cái thông số này đã tính cả cái phần sảnh này cũng như là cái phần mái ngói đua rồi. Và cái chiều cao của công trình này tính từ cốt sân lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 10,8m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ bậc ngũ cấp bao gồm 5 bậc đi lên là 750mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái thì sẽ là 2,6m. Hiện tại người đang đứng đây thì đó chính là khu vực sảnh chính của công trình. Ở phần sảnh chính này được thiết kế với hai hệ thống cột trụ cũng vô cùng lớn ạ. Và tôi để ý là ở dưới cái phần hệ thống sảnh ạ thì chúng tôi có ốp bằng cái chất liệu đó chính là gỗ nhựa này để cho công trình của chúng ta thêm phần hài hòa hơn. Toàn bộ sảnh này được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp đi lên thì nó sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và sau này khi phần đường phía ngoài có tôn cao thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và phía hai bên ạ thì cũng sẽ có hai cái khu vực này để chúng ta có thể để hai cái chậu cây vạn tuế vô cùng lớn ạ. Và có thể thấy là căn nhà của chúng ta vô cùng nổi bật. Bên trên mỗi hệ thống cột của chúng ta nữa thì cũng sẽ có thêm hệ thống đèn nữa. Và chưa hết đâu ạ, ở khu vực trên các mảng tường nữa thì cũng có thêm những hệ thống đèn dọn để chiếu sáng cho căn nhà thêm nổi bật và lung linh hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiến vào phía bên trong để khám phá công trình xem có gì nhé. Trước khi bước vào bên trong thì chúng ta sẽ đi qua một hệ thống cửa chính. Cửa chính của căn nhà này sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với lại kính cường lực. Riêng cái hệ thống kính ở đây thì sẽ là kính hai lớp. Ở giữa thì sẽ có một cái lớp lan hoa đồng này vô cùng nổi bật, vừa có tác dụng là trang trí cho cửa và bên cạnh đó thì nó sẽ có tác dụng là ngăn cách giữa hai lớp kính. Như thế thì cái cánh cửa này của chúng ta thì sẽ có tác dụng là cách âm cách nhiệt vô cùng tốt. Còn toàn bộ hệ thống cửa phụ cửa sổ chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là cửa khung nhôm và kính cường lực thông thường. Và đây chúng tôi có thể để ý là gia chủ rất là cẩn thận khi mà có thiết kế thêm một cái song cửa như thế này nữa, sử dụng bằng nhôm, sau đó thì sơn giả gỗ lên thì nó sẽ tạo được cái sự đồng nhất cho toàn bộ căn nhà. Còn đây thì chính là khu vực phòng khách của chúng ta. Phòng khách này thì với diện tích là 25,5m². Ở đây gia chủ của chúng tôi thì có để một cái bộ bàn ghế này bằng gỗ tự nhiên, gia chủ có thể là thoải mái tiếp khách. Và phía đối diện của chúng ta thì sẽ là một hệ thống kệ tivi. Kệ tivi này thì sẽ có một tivi cũng vô cùng lớn này để gia đình có thể là thoải mái tiếp khách này, cũng như là giải trí một không gian riêng tư hơn này. Còn hai bên đấy, là những cái ô chúng ta có thể là để những đồ để coi trang trí này. Như đây tôi thấy là gia chủ có để là những cái chai rượu rất là quý này, cũng như là những một số này, những cái khu vực là tấm gỗ, lại gỗ quý nữa. Có thể thấy rằng là ngôi nhà của chúng ta khi mà bước vào đây thì một cái cảm giác rất là sang trọng và lịch sự. Trong gian phòng khách của chúng tôi thì sẽ có hai hệ thống cửa sổ ở phía hai bên nữa để góp phần là mang sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí gian phòng.
Và từ hệ thống cửa chính bước vào phía bên tay trái của chúng tôi thì sẽ là khu vực phòng thờ. Phòng thờ đặt ngay dưới khu vực tầng 1 với diện tích là 12m2. Ban thờ ở đây thì chúng tôi này sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ tự nhiên này, có lồng đẽo tất cả họa tiết hoa văn trang trí. Hướng ban thờ thì chúng tôi đã tính toán làm sao đặt hợp theo hướng tuổi của gia chủ, giúp đón được nhiều tài lộc như vượng khí. Còn đây thì gia chủ cũng có để một cái bộ bàn ghế gỗ đấy, cổ ngày xưa đấy ạ, để trong không gian này thì cái khu vực phòng thờ của chúng ta trở nên vô cùng trang trọng hơn. Và sau khi mà chúng ta thờ cúng này, lại có thể là ngồi đây này và nghỉ ngơi. Và không gian tiếp theo chúng ta sẽ đến thì đó chính là khu vực phòng bếp với phòng ăn. Ở đây thì tôi có để ý gia chủ có tiết lộ rằng là theo thiết kế ban đầu ấy thì khu vực này thì sẽ là phòng bếp với phòng ăn này với diện tích là 18,2m2. Nhưng mà vì là gia đình ấy, với cái diện tích trên một cái mảnh đất rộng khoảng tầm hơn 500m2, ở phía đằng sau công trình của chúng tôi thì còn rất nhiều đất, cho nên gia chủ đã thiết kế là đẩy cái khu vực bếp ra ngoài phía sau để công trình phụ. Còn phía bên trong này thì sẽ tận dụng thành một cái nơi chỉ để một cái khu vực phòng ăn thôi. Ở đây thì có một bộ bàn ăn rất là lớn dành cho khoảng tầm 8 người này, có thể thoải mái vào đây ăn uống này. Ở phía đằng sau thì cũng có để thêm một cái hệ thống kệ này để trang trí này, cũng như là một cái tủ lạnh rất là lớn để thực phẩm cho cả gia đình. Và không gian này của chúng tôi thì sẽ có một hệ thống cửa. Cửa này thì sẽ thông ra ngoài khu vực là sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Dưới tầng 1 của chúng ta thì sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ dành cho ông bà với diện tích là 12,2m2. Hiện tại đang có người bên trong, tôi không tiện chia sẻ. Còn phía cuối căn nhà của chúng ta thì sẽ là một khu vực vệ sinh chung. Vệ sinh chung này thì với diện tích là 3,8m2 có đầy đủ hết tất cả các thiết bị vệ sinh cơ bản như lavabo này, bồn vệ sinh này và vòi tắm sen. Và phía cuối của căn nhà thì chúng ta sẽ có một hệ thống cửa hậu. Cửa hậu này thì sẽ đi ra phía sau khu vực công trình phụ là khu vực bếp của căn nhà này ạ. Và trước khi bước lên tầng 2, ta sẽ đi qua một hệ thống cầu thang vô cùng rộng ạ. Cầu thang này thì được chúng tôi thiết kế này rộng khoảng tầm 1m2 này, hai người lớn có thể thoải mái đi trên thang này. Ở đây thì toàn bộ này hệ thống cầu thang được ốp bằng chất liệu chính là gạch granite này, để có thể đảm bảo được cái sự vững chắc. Còn hệ thống tay vịn ở đây được sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ lim nam phi kết hợp cùng hệ thống kính cường lực nữa, dài khoảng tầm 12 ly để đảm bảo an toàn cho mọi thành viên khi đi trên thang. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 2 để khám phá công trình. Quý vị thân mến ạ, và bước lên không gian tầng 2 sẽ chủ yếu là không gian nghỉ ngơi của cả gia đình. Trên tầng 2 của chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ. Hãy cùng khám phá phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2 nhé. Phòng ngủ này thì sẽ là phòng ngủ dành cho các bé ạ. Trong không gian của chúng tôi này thì sẽ có một hệ thống giường ngủ này. Bên này thì sẽ là bàn học của các bé. Và phía khu vực bên này thì sẽ là một cái khu vực là tủ để đựng đồ. Ở trong căn phòng của chúng tôi thì sẽ có một hệ thống cái cửa sổ rất là lớn hướng ra phía sau của công trình này, giúp mang sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí gian phòng. Và trên tầng 2 phòng ngủ tiếp theo thì sẽ có một phòng ngủ phía bên này nữa. Hiện tại đang có người chúng tôi không thể chia sẻ. Và phía cuối căn nhà của chúng ta này, ở phía này thì sẽ là một khu vực vệ sinh chung cho cả tầng 2. Nhà vệ sinh này với diện tích là 3,8m2 cũng đầy đủ hết tất cả thiết bị này, lavabo này, bồn vệ sinh này, vòi tắm sen. Và từ nhà vệ sinh này bước ra ta sẽ có thêm một hệ thống cửa nữa. Cửa này thì sẽ đi ra khu vực sân phơi của cả gia đình. Và trên tầng 2 thì chúng ta sẽ còn có thêm một phòng ngủ nữa. Đây sẽ là phòng ngủ chính dành cho gia chủ. Trong căn phòng ngủ này của chúng ta này, sẽ có một hệ thống giường ngủ này, bên này là một hệ thống tủ quần áo này. Và ngoài ra căn phòng này sẽ có một khu vực, đó chính là nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong. Ở căn phòng ngủ này của chúng tôi thì là một căn phòng ngủ chính của gia chủ đi, nên là sẽ có được ưu ái này, thiết kế một cái ban công riêng biệt ở phía bên ngoài. Đây, một hệ thống cửa này để đi ra khu vực ban công ở phía trước nhà. Vô cùng rộng rãi ạ. Và toàn bộ khu vực ban công này của chúng tôi này, hệ thống lan can sử dụng chất liệu là chính là inox 304. Ở dưới sàn này cũng sẽ được lát bằng chất liệu là chính là gạch chống trơn. Ở phía bên trên thì sẽ có thêm một hệ thống lam sử dụng sắt hộp xuyên tĩnh điện này. Ở phía bên trên này cũng sẽ bắn thêm một tấm kính cường lực nữa để có thể là che chắn mưa gió khu bên dưới. Và ngay từ phòng ngủ này bước ra, ngay phía bên cạnh người ta sẽ có một hệ thống cửa để đi ra ngoài khu vực là sân chơi phía trước nhà. Ngoài khu vực sân chơi này thì vô cùng rộng rãi quý vị ạ. Ở sân chơi này của chúng tôi này thì phía dưới sàn ấy cũng sử dụng bằng chất liệu đó chính là gạch chống trơn. Còn toàn bộ xung quanh này, ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái hệ thống lam được sơn giả gỗ, bên trên có bắn kính cường lực để che chắn mưa gió cho khu vực bên dưới. Và từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được là toàn bộ trọn vẹn tầm view xung quanh ở ngôi nhà này. Một ngôi nhà vô cùng đẹp quý vị ạ. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Lực, có địa chỉ tại Yên Dũng, Bắc Giang.
Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với lại những chia sẻ của chủ nhà. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh bố mẹ của anh Lực, chủ đầu tư của công trình. Chào hai bác ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Đầu tiên thì hai bác có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Tôi xin phép giới thiệu, tôi Đào Trọng Quyền. Sinh năm 1966. Sinh ra là chủ đầu tư của công trình này là em Đào Trọng Lực. Dạ vâng ạ. Đấy. Thế còn này cô Nguyễn Thị Nhuận. Sinh năm 1967. Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ. Tại vì sao mà gia đình mình biết đến Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công trọn gói ạ? Ở chỗ như này, anh Lực làm ngoài Hà Nội thì ở ngoài đấy tìm hiểu và lựa chọn Mark Home. Dạ. Còn cô chú ở Khuê không biết đâu. Đấy, câu nói chân tình. Dạ. Vâng ạ. Vậy thì cháu được biết ấy, thì khi mà công trình này, cái trong cái quá trình mà xây dựng ấy, thì chú là người này trực tiếp ở tại công trình giám sát này. Thì trong cái quá trình xây dựng đấy thì chú cảm thấy như thế nào về đội ngũ của Mark Home ạ? Chú cảm thấy rất hài lòng với vấn đề, nghĩa là kỹ sư giám sát công trình thường xuyên theo dõi. Thế còn đội thợ xây thi công là của Mark Home thì cũng đều thoải mái với gia đình, và chú có những ý kiến gì anh em đều chấp nhận mà vui vẻ hòa thuận cho đến khi hoàn thành công trình này. Dạ vâng ạ. Đấy. Dạ. Vậy thì công trình này không biết là xây dựng trong khoảng tầm bao nhiêu lâu hả chú? Nếu như mà để nói đúng ra thời gian bàn giao là 5 tháng mười mấy ngày đấy. Đấy, 5 tháng mười mấy ngày là chú xong hết cả sân, cả tường gió, cả nói chung là tất tật. Vậy là có hơn 5 tháng trời. Hơn 5 tháng. Một công trình nhà máy nhật 2 tầng hoành tráng như thế này. Rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, hơn 5 tháng thôi. Dạ vâng ạ. Nào hôm xây nhanh. Dạ. Vậy thì cháu hỏi cô đi ạ. Ngày hôm nay khi mà cô ở tại trong căn nhà này này, căn nhà này xây dựng hoàn thiện xong rồi, thì cô cảm nhận như thế nào? Có hài lòng không ạ? Cảm thấy hài lòng mà phấn khởi nhiều. Ở cảm thấy nó ấm áp. Dạ, rất là ấm áp đúng không ạ? Vậy thì không biết là bà con hàng xóm xung quanh đây đi qua có đánh giá gì về căn nhà mình không cô? Hàng xóm thì dân làng ai người ta đi qua cũng phải xem, phải nhìn, rồi người ta cũng tự người ta vào người ta quay, người ta xem, từ cả những các chú, các anh ở trường cấp 2, cấp 3 gì đấy cũng tự nhiên thấy đẹp là đi ô tô vào thẳng xem, rồi lại quay. Thế ạ? Thế còn chú sao ạ? Chú cảm thấy hài lòng gì với công trình này không ạ? Chú tọa nguyện rồi. Đấy, chú nói đúng một câu là tọa nguyện. Đấy, thật thế còn chả biết nói hơn đâu. Vừa xong thì là cứ ô tô trường cấp 1, cấp 2. Còn đầy người cứ đi qua đường này nhà, tự nhiên cũng lại dừng xe lại bảo cho xin phép. Cháu đỗ xe cháu... Cho xin phép quay. Cháu xem nhà bà cái, cháu quay nhà bà cái. Là cũng đấy, là, nhà, đấy là khách quan người ta đi đường. Đang sắp đi ngủ rồi nhá. Lại có với... ba bốn anh đến đi xe đến rồi ba ơi mở cổng con vào ấy không? Con vào con xem nhà bà thế nào. Thế thì sắp đi ngủ rồi lại có người gọi xem nhà, vào xem nhà bà để con xem có đẹp không, để con cũng làm. Các anh bảo thế, thế lại phải dậy mở cửa cho vào. Đấy là tối rồi đấy, tầm 8-9 giờ rồi người ta lại đến. Mà có đi qua ai đi qua không bảo là cho cháu vào cháu quay nhờ. Đấy, nói chung là Mark Home ai cũng thích. Bây giờ để lại rồi đấy, còn gì? Cái dư luận ở nhà chú bây giờ thì nhiều người muốn vào đây thăm mẫu mã và để tìm hiểu và kiến thiết xây dựng. Còn bây giờ nhiều người muốn xây dựng để làm và muốn làm đẹp hay không đấy, thì người ta cứ muốn ngay vào thăm quay xem. Nói chung là đấy. ai vào là cũng khen. Thật thế, ai vào cũng khen thật. Thì cháu được biết rằng là công trình này thì được anh Lực này, những con cái này xây dựng lên để cho bố mẹ ở an dưỡng tuổi già đúng không ạ? Vậy thì hai bác thì có cái lời nào muốn nhắn gửi tới anh Lực không ạ? Chú chỉ muốn nói nếu như qua cái cuộc tọa đàm này
con phấn đấu, bố mẹ giữ tuổi già, sức khỏe, các con hạnh phúc, các cháu ngoan lành học giỏi. Wow. Gửi lời cho con. Dạ. Thế còn cô thì sao? Cô muốn nhắn gửi gì cho anh Lực không ạ? Cô chỉ muốn coi như nào. Bây giờ con làm được cái nhà, bố mẹ cũng vẫn khởi, cũng tuệ nguyện. Bây giờ coi như thôi các con thì cũng phải cố gắng để bố mẹ được hưởng cái nhà nó như thế này. Coi như đời bố mẹ là không bao giờ được như này. Bây giờ các con lớn trưởng thành, các con làm được như thế này là bố mẹ cũng vinh dự. Đấy. Vâng ạ. À, vậy thì cháu cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai cô chú ạ. À, và cháu thấy rằng căn nhà này ấy, khi mà xây dựng lên ấy, không phải chỉ là một căn nhà đẹp đâu, mà nó là một căn nhà tình thương nữa, có sự thương yêu này của bố mẹ này, của con cái, đúng không ạ? Vâng ạ. Đúng rồi. Cô chú rất nhiều ạ. Dạ vâng. Các con nó cũng có hiếu, dạ. Rồi nó cũng biết quan tâm đến bố mẹ. Dạ. Cho nên là ở ngoài Hà Nội mà thôi, con về con xây cho cái bố mẹ cái nhà cho bố mẹ được ở, được à, hưởng. À. Cháu cảm ơn hai cô chú ạ. À, và quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và chủ đầu tư ạ, cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị nào có nhu cầu thiết kế thì công chọn gói, vui lòng liên hệ các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.